chị là cái hệ thống mã vạch thì hiện nay nó cũng hoạt động trên cái cơ sở dữ liệu tập trung của hải quan cài đặt tại Hà Nội, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng không cần hệ thống này, và chúng tôi cũng nhận được thông